Kính yêu này được mang đến cho bạn bởi hệ thống shop Trung Cuối, Trung Sticker và Trung Figure. Vào ngày 4 và 5 tháng 4 này, tất cả shop của Vui Vẻ đang có chương trình siêu khuyến mãi. Khi mua áo trên Trung Cuối được giảm 10% và nhận quà ngẫu nhiên. Khi mua figure trên Trung Figure với đơn hàng trên 100.000 trở lên cũng sẽ được tặng quà ngẫu nhiên. Và đặc biệt hơn, bạn có thể mua sticker dán vào mũ bảo hiểm, laptop, máy tính cầm tay và máy tính bình thường với giá chỉ 1.000 trên Trung Sticker. Thêm vào đó, chúng tôi còn có flash sale, free ship, hoàn xu sập sàn. Các bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả và bình luận để mua hàng. Mỗi chúng ta đều sinh ra để làm gì đấy. Người thì làm bác sĩ, người thì làm YouTube, người thì làm hề. Về cơ bản thì giống làm YouTube. Còn người này thì không sinh ra để làm việc. Nhưng mà tôi nghĩ cái quan điểm đó khá là dại. Không phải là vì nó không đúng, mà là vì đã có quan điểm khác đã quá nổi tiếng và được nhiều người chấp nhận rồi. Chúng ta không sinh ra để làm việc, thế thì ăn đầu nha, ăn cứt, thế cho nó dễ. Như ở ngoài đời thì có một tỷ cách để kiếm tiền trên mạng, nhưng mà cách chân chính thì ít, còn chân giữa với lừa thì nhiều. Kiếm tiền là một trong những việc khó khăn nhất. Nó cơ bản là một cuộc trao đổi giá trị giữa hai bên. Bạn càng có nhiều giá trị thì bạn càng kiếm được nhiều tiền. Hầu hết thế giới được phân ra làm hai bên: người có giá trị hoặc luôn cố gắng để mình có giá trị, và người nghĩ mình có giá trị. Em muốn là một người lớn hơn thế, em muốn có một cuộc đời khác biệt. Kiểu thứ hai chắc nhiều gấp 1.000 lần kiểu thứ nhất. Và họ thì lại là những người muốn kiếm tiền nhanh. Vì cái việc trau dồi để bản thân có giá trị thì cực kỳ lâu, vất vả mà không phải ai cũng làm được. Nên là họ muốn đốt cháy giai đoạn để kiếm tiền nhanh. Cái tư tưởng này không phải là mới có mặt, nó đã có mặt từ khi xã hội xuất hiện rồi. Chúng ta đã có câu chuyện há miệng chờ sung. Và với mạng xã hội thì những tư tưởng này được khuếch đại, được truyền bá nhiều hơn. Giờ thì đi đâu ai cũng thấy cách để kiếm tiền nhanh mà không tốn quá nhiều thời gian, cách để làm giàu nhanh mà không tốn thời gian, cách để sáu múi nhanh mà không phải ăn kiêng, cách để tán gái nhanh mà không phải đẹp trai. Nếu mà dịch ra bản chất thì những thông điệp này sẽ là cách để làm giàu mà không phải cố gắng, cách để có cơ thể đẹp mà không phải cố gắng, cách để tán gái mà không phải cố gắng. Tôi thấy cái quan điểm này nó còn ung thư hơn tất cả cái đống uranium trên thế giới cộng lại, vì nó có thể tạo ra một thế hệ những kẻ thích ăn sẵn và ngại khó khăn. Trong khi để mà tạo ra những thứ có ý nghĩa thì luôn có rất nhiều khó khăn. Quay trở lại với chủ đề chính của video, cô gái này chia sẻ cách kiếm tiền trên Tinder. Tinder tự quảng bá mình là ứng dụng được xây dựng dựa trên các khả năng. Dịch ra là khả năng của bạn được trịch rất thấp và khả năng bạn bị lừa rất cao. Thực ra là Tinder không xấu, cô bạn này mới xấu. Tinder là app đôi khi để bạn tìm bạn đời và hầu hết là bạn để tìm bạn trịch. Người ta làm tất cả mọi thứ trên Tinder để được trịch. Khoe xe, khoe cuộc sống fancy, khoe body, lấy lời nhạc của Phúc Du vào bio. Là tôi thì tôi có làm không? Có chứ. Tinder là nơi để những người nứng tìm nhau, sugar baby tìm bố, mấy em booking tìm khách để lừa và đủ các thể loại lừa đảo trên này nữa. Vì sao lại dễ lừa như vậy? Tại vì những người nứng, đặc biệt là đàn ông thì họ không nghĩ nhiều. Hiểu được điều này nên là cô gái này, Thu Hiền hay còn được biết đến là Kimmy, cầm tinh con lợn, đã có rất nhiều bí kíp để kiếm tiền trên Tinder. Chủ yếu là lợi dụng sự tử tế, điểm yếu tâm lý và cơn nứng của đàn ông. Đầu tiên là thu nhập chủ động và đều đặn từ việc xin đểu tiền đi taxi. Nhân vật chính của chúng ta kể là sau mỗi buổi đi hẹn hò thì cô sẽ nhờ bạn hẹn đưa về hoặc là banh giúp cô 200.000 hoặc 500.000 rồi cô sẽ chuyển khoản lại để cô có tiền đi taxi về vì cô không mang tiền mặt đi. Con trai trong lần hẹn đầu tiên thì ít người từ chối cái việc đấy, tại vì ai cũng biết là chàng trai nghèo là chàng trai không được đụ. Thế nên là có lúc họ cho không cô 200, có lúc 500 rồi cô không đi taxi mà đi Grab về. Thế là có lãi, sờ tong. Một tháng hẹn hò kiếm được vài triệu đơn giản, đủ để ăn uống sinh sống tại đất Hà Thành. Chúng ta có bad girl, chúng ta có trap girl và chúng ta có cheap girl ở đây. Nếu so cái việc này với bóc bánh trả tiền thì việc của nhân vật chính của chúng ta làm còn tệ hơn. Tại vì ít nhất là bóc bánh trả tiền thì nó còn sòng phẳng, tiền đổi lấy dịch vụ. Còn cái việc nhân vật chính của chúng ta làm thì hoàn toàn là scam. Well, thực ra là những người chịu đưa tiền cho cô thì cũng không hẳn là có ý đồ trong sáng, không phải là vì tử tế mà đưa tiền, mà cũng là muốn được một cái gì đó từ cô bạn này. Thế nên là kẻ cắp gặp bà già, mỗi tội là chả có cái vế nào được tự hào cả. Cách thứ hai mà nhân vật chính của chúng ta kiếm tiền trên mạng là đi viết profile hoặc là tán gái hộ. Cô chia sẻ là mình từng nói chuyện với nhiều anh trai không biết thiết kế một cái profile thu hút để có thể match với nhiều người hơn trên Tinder. Thế là cô giúp họ chọn ảnh, pick up like các kiểu và họ sẽ cảm ơn bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Thậm chí là ai không biết tán gái thì có thể đưa nick cho cô để cô tán tỉnh dùm. Sau đó họ gửi tặng cô rất nhiều đồ ăn, hoa quả, ăn ngập mồm không hết. Wow, cái này thì tôi cũng thấy công bằng, giá trị đổi giá trị. Nguồn thứ ba mà nhân vật chính của chúng ta nhắc đến là một cách kiếm tiền mà tôi thấy là khá là méo mó.
cô bạn của chúng ta gọi là những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Những nguồn tiền này thì thường đến khi mà cô đang cực kỳ túng thiếu. Và cô chia sẻ đó là kiểu vũ trụ giúp mình. Cô nói là trong một lần hẹn hò ở quán cà phê thì anh chàng kia do có việc bận nên xin đến muộn. Và cô bảo là mỗi phút trễ sẽ tính 100.000. Kết quả là anh chàng kia tới muộn 30 phút và hào phóng đưa cho cô 3 triệu đồng. Không quên nói với cô là nếu đi về anh thì có nhận được nhiều tiền hơn. Nhưng mà cô ngu gì, ăn được 3 triệu là ấm rồi, không phải dạng chân, ôm tiền rồi chạy thôi. Nói chung là tôi xem đến đây thì tôi cũng thấy khá là chịu trước cái quả tư duy Trạng Quỳnh này. Thực ra là cái việc phạt tiền vì đến muộn thì cũng không có gì là sai. Nhưng mà cái việc hả hê vì kiếm tiền được nó và tìm cách để kiếm tiền một cách hệ thống từ nó thì theo tôi là khá rẻ mạt. Cô gái của chúng ta cho rằng mọi việc xảy ra là do ông trời hay là vũ trụ đang giúp cô. Mỗi khi thiếu tiền là lại có người mang đến. Đây chắc phải quả nghệ thuật tự thao túng tâm lý Super Siêu Saiyan Super Idol Binh Chi Linh. Sao mà có thể nghĩ thế được. Về khoản tiền thứ tư là tiền Tết. Nhưng mà không phải thưởng Tết hay là tháng lương thứ 13. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì thưởng Tết và tháng lương thứ 13 của cô sẽ là tích cực vuốt Tinder. Vuốt đến khi không vuốt được nữa thì thôi. Sau đó chuẩn bị một tập lì xì 20.000 và cứ đi hẹn hò với ai là cô mang lì xì ra để tặng. Và theo tâm lý của người Việt Nam cũng như là sự ga lăng và lịch sự cũng như là động cơ đen tối của đàn ông, vậy thì được lì xì dĩ nhiên sẽ lì xì lại, chả lẽ lại không lì xì. Nhưng do bị bất ngờ và không chuẩn bị trước thì hầu hết họ sẽ đều tặng Kimmy số tiền lớn hơn 20.000. Thậm chí ai hào phóng có khi còn lì xì cho cô hẳn 1 triệu. Ngoài ra còn nhiều cách khác nhưng mà nhân vật chính của chúng ta không nhớ hết. Và tất cả những cái chiêu trò mà cô nghĩ ra thì đều đến từ khả năng giao tiếp. Kết thúc video thì cô không quên tự khen ngợi bản thân là tài giỏi vì có thể sống tại Hà Nội trong suốt nhiều năm mà không cần phải làm việc mưu sinh. Đồng thời khuyên mọi người không nên áp dụng. Nhưng mà chỉ câu khuyên mọi người không nên áp dụng thôi là không đủ. Cộng đồng mạng nhanh chóng vào cuộc, lên án, chửi bới và hủy diệt nhất là chế meme. Sau một lúc lục lọi thì người ta phát hiện là cô gái của chúng ta còn có quả content là không muốn đi làm tại vì mình không hợp đi làm và không yêu thích công việc. Trong khi là mỗi chỗ cô đi làm cũng chỉ được 2 đến 3 ngày đến 1 tháng, quá ít để biết là mình có phù hợp với công việc hay không. Rồi còn có quả content mình đã fake CV để lừa nhà tuyển dụng như thế nào. Tất cả tạo nên một cái không khí bao trùm là cô gái này sống một lối sống khá là không hợp với xã hội, thiếu cố gắng, lười nhác và luôn tìm cách để trốn tránh chứ không phải là đối mặt với vấn đề. Tư duy khá là tiểu nông thời vụ, tranh thủ điểm yếu của người khác và của xã hội để kiếm lời, chứ không phải là từ sự sòng phẳng và giá trị. Nhiều người nói là cô nên đổi tên từ Thu Hiền thành Thu Tiền, hay là chị gái này mà đánh đấu trường chân lý thì đúng là trái tim đạo trích, linh hồn đạo trích, 8 đạo trích, 3 siêu lừa, easy nổ hũ, mỗi tội là hũ cốt. Nếu Kimmy mà chơi đế chế thì tôi khuyên cô nên chọn Egypt, tại vì đào vàng siêu nhanh. Cô là một con sói già, nhưng mà là sói già phố Trần Duy Hưng. Cũng giống như NoNo hay là những content không sạch trước đây thì mục đích của người làm chủ yếu là sự chú ý và nổi tiếng. Chi tiết thì các bạn có thể xem lại clip NoNo. Dưới góc nhìn của tôi thì trong quá khứ, nhờ những chiêu trò mánh khóe khôn lỏi của bản thân, Kimmy từng có một cuộc sống tương đối dễ chịu và thoải mái. Nhưng mà mục đích sống của cô chỉ dừng lại ở vài ba đồng bạc lẻ. Trong khi ở độ tuổi đẹp nhất và sung sức nhất thì cô hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng nguồn vốn tự có cũng như là khả năng giao tiếp của mình. Đồng ý là bạn kiếm được số tiền đủ sống tại thủ đô nhưng nó là quá thấp so với giá trị của bạn tại thời điểm đó. Nhưng mà cô gái này có vẻ lại bán hết liêm sỉ của mình đi mà lại còn bán lỗ. Đến lúc thời gian trôi đi, giá trị con người giảm sút, không có giá trị nội tại, không có bằng cấp, nhan sắc suy giảm nên mới phải lên mạng để nói về những thứ trái chiều để câu fame để có nguồn thu nhập tiếp theo. Nhưng mà cái sự nổi tiếng này thì cũng không có giá trị thương mại, nó cực kỳ phù phiếm và chỉ mang lại sự phẫn nộ của cộng đồng. Con người ta theo thời gian tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, giá trị bản thân tăng lên để cải thiện nguồn thu nhập, thì nhân vật chính lại đi ngược lại, giá trị bản thân ngày càng suy giảm. Thậm chí có thể là đàn ông tìm đến ở thời điểm hiện tại có chăng là cũng là sự tò mò, vì cô gái đã để lộ cái giá của mình lên YouTube và nó cũng không đắt lắm. Nếu mà những người cho rằng cô gái của chúng ta nói thẳng nói thật thì các hành động tuyên truyền gieo rắc những cái tư tưởng lệch lạc là một cái hành vi không thể chấp nhận được. Nó chẳng khác nào hại thêm nhiều người khác và làm nhiều người có cái tư tưởng ăn sẵn. Nhưng mà tôi cũng khá là tò mò không biết là cô gái này sẽ làm gì tiếp theo với cái đống phim mà cô mới có. Ý kiến các bạn thế nào về trường hợp này hãy để lại trong phần comment. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký Vui Vẻ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.